Xin kính chào tất cả các quý vị, xin chào các thầy và xin chào các bạn. Tin mới nhất ngày hôm nay, toàn dân Mỹ sẽ đeo khẩu trang. Tổng thống đắc cử Joe Biden chia sẻ kế hoạch sau khi tuyên thệ nhậm chức ngày 20 tháng Giêng năm 2021. Ông sẽ yêu cầu toàn dân đeo khẩu trang 100 ngày để phòng bệnh. Theo đài Fox News, trong cuộc phỏng vấn trên CNN, ông Joe Biden cho biết: "Trong ngày đầu tiên tuyên thệ, tôi sẽ yêu cầu công chúng đeo khẩu trang trong 100 ngày." Chỉ trong 100 ngày chứ không phải mãi mãi. Tôi nghĩ chúng ta sẽ chứng kiến mức giảm dịch bệnh đáng kể với việc tiêm phòng vaccine, và việc đeo khẩu trang sẽ giảm bớt rất nhiều số ca bệnh. Đó, ông Biden đã nói thêm như vậy. Trước thời điểm ông Biden chia sẻ những quan điểm này, nước Mỹ đã ghi nhận số ca tử vong liên quan COVID-19 rất cao trong ngày mùng 2 tháng 12 với 2.804 ca theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins. Kể từ khi đại dịch bùng lên tới nay, Mỹ đã có hơn 14 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 275.000 người đã chết. Số ca nhiễm mới trung bình mỗi ngày cũng đã có lúc lên tới hơn 200.000 ca. Trong diễn biến liên quan, bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và các bệnh nhiễm quốc gia Mỹ, đã chính thức gặp nhóm chuyển giao của ông Joe Biden lần đầu tiên ngày 3 tháng 12 để thảo luận kế hoạch ứng phó đại dịch. Trao đổi với đài NBC, ông Fauci cho biết đã tham gia một cuộc họp trực tuyến qua ứng dụng Zoom rất hiệu quả, kéo dài khoảng 1 giờ với nhóm của ông Biden. Theo ông Fauci, họ đã thảo luận nhiều chủ đề khác nhau liên quan COVID-19. Theo thông tin từ hai phía chia sẻ với truyền thông, ông Joe Biden yêu cầu ông Fauci tiếp tục vị trí hiện nay và là cố vấn y khoa cao cấp cho chính quyền của ông. Ông Fauci cũng nói sẽ tiếp tục nhiệm vụ hiện nay và hợp tác với chính quyền mới. Kỷ lục u ám mới ở Mỹ: 100.000 người nhập viện, 2.760 người chết chỉ trong 24 giờ vì COVID-19. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ CDC tiếp tục cảnh báo mùa đông này có thể sẽ là thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử y tế công cộng ở Mỹ. Theo thống kê của dự án giám sát COVID-19, con số chính xác tính đến ngày 2 tháng 12 là 100.226 bệnh nhân nằm viện, hơn 2.700 người chết trong 24 giờ. Ngoài số bệnh nhân COVID-19 nhập viện tăng, số người nhiễm mới cũng tăng. Cụ thể, Mỹ có thêm khoảng 1 triệu ca nhiễm mới mỗi tuần, và số tử vong cũng tăng lên một cách đột biến.
Riêng trong ngày 1 tháng 12, Mỹ lập kỷ lục buồn với 2.700 ca tử vong vì COVID-19. Hiện đã có hơn 279.865 người tử vong do COVID-19 ở Mỹ, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Các bệnh viện ở một số nơi đã gần hết công suất. Và nếu các bang không thể kiềm chế sự gia tăng của các ca bệnh mới, hệ thống y tế có thể sớm bị quá tải, giống như tình cảnh của New York vào mùa xuân vừa qua. Ông Philip Landrigan, giám đốc của chương trình sức khỏe cộng đồng toàn cầu tại Boston College, cho biết những ai biết nghĩ đều cảm thấy lo lắng. Có rất nhiều bệnh viện đã hoạt động hết công suất. Điều đó cho thấy thực tế là chúng ta đã kiểm soát đại dịch này rất kém. Nó đang lây lan rất nhanh ở nhiều nơi. Về cơ bản, đang lan rộng ngoài tầm kiểm soát. Tuy nhiên, theo báo New York Times, tình hình hiện nay khác với mùa xuân trước đây. Có nhiều người được xét nghiệm hơn so với đợt đầu của dịch bệnh, và do đó hệ thống y tế ghi nhận nhiều ca nhiễm nhẹ hơn. Ngoài ra, những người nhiễm bệnh cũng không bị ốm nặng. Khác với hồi đầu năm, khi dịch chỉ tập trung chủ yếu ở New York và New England, thì nay dịch lan tràn khắp nước Mỹ. Do đó, tổng số người cần đến bệnh viện cũng tăng lên, và các bệnh viện không thể huy động nhân viên y tế từ bang này qua bang khác, vì ở đâu cũng bùng nổ dịch bệnh. Nếu người Mỹ cứ vô tư, sẽ có gần nửa triệu người chết. Trong vòng 2 tuần nữa, thực tế sẽ kiểm chứng liệu lễ tạ ơn Thanksgiving vừa qua có làm dịch bệnh tiếp tục tăng lên, khiến các bệnh viện phải hoạt động hết công suất hay không. Khi đó, bệnh nhân cũng không thể chuyển viện đi đâu, vì chẳng nơi đâu còn đủ y bác sĩ để tiếp nhận họ nữa. Các bệnh viện tại Mỹ cũng xác nhận các nhân viên của mình đã căng mình làm việc hết sức căng thẳng, và họ đơn giản là không có đủ y tá và bác sĩ để đáp ứng với sự gia tăng số bệnh nhân nhập viện trong vòng 2 đến 3 tuần qua. Giám đốc CDC của Mỹ đấy, ngày 2 tháng 12 đã cảnh báo một mùa đông tàn khốc sẽ đến, và tổng số người tử vong vì đại dịch COVID-19 có thể sẽ tiệm cận con số 450.000 người vào cuối tháng 2, 2021. Nếu phần lớn người Mỹ cứ vô tư đi, đấy là cái câu nói mà hiện nay ở Mỹ người ta vẫn cứ nói như vậy. Các tháng 12, 2020, tháng riêng và tháng 2, 2021 sẽ là những thời điểm khó khăn nhất. Ông Robert Redfield, giám đốc CDC cho biết, và cá nhân ông nhận định ngành y tế cộng đồng ở Mỹ đang ở thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử.
con số có thể không tệ như dự báo nếu người dân hợp tác, đeo khẩu trang và giảm bớt các hoạt động tập trung đông người. Sự thật là các biện pháp hạn chế có hiệu quả. Vấn đề là sẽ không hiệu quả nếu chỉ 50% hay thậm chí chỉ 75% người dân tuân thủ. Ông Redfire nói như vậy. Trong số 140.000 máy thở được bổ sung vào kho dự trữ quốc gia Mỹ, có tới 50% số máy đó không đáp ứng được các tiêu chuẩn y khoa tối thiểu để sử dụng cho bệnh nhân COVID-19. Chỉ 10% trong số này đủ chuẩn để dùng trong các khoa chăm sóc đặc biệt. Phát hiện được hãng tin Reuters công bố ngày 2 tháng 12 này đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về số tiền 3 tỷ USD mà chính phủ liên bang đã chi để mua máy thở hồi tháng 4 vừa qua. Hồi tháng 9, một nhóm 22 chuyên gia về đường hô hấp và máy thở cũng đã công bố nghiên cứu trên tạp chí y khoa Chest lâu đời của Mỹ. Kết quả cũng tương tự với những kết luận của Reuters. Một nửa máy thở trong kho dự trữ quốc gia Mỹ không thích hợp để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 bị ARSD. Bác sĩ Sanjit Manzoor, một chuyên gia về hô hấp tại Bệnh viện Johns Hopkins ở Mỹ đấy, nhận định con số 140.000 máy thở đang tạo cảm giác an toàn giả tạo. Xin cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt.